Xin các bạn, đây là series Excel từ đơn giản đến phức tạp, bài số 26 sử dụng clipboard. Clipboard là gì? Clipboard là nơi chứa những nội dung mà chúng ta copy vào. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu xem sử dụng clipboard ở trong Excel như thế nào, clipboard trong Excel có gì hay. Đầu tiên chúng ta sẽ muốn copy một ô dữ liệu từ ô D13 đến một ô nào đó. Trong trường hợp này D13 chúng ta sẽ muốn copy đến ô Y13 chẳng hạn. Vậy chúng ta sẽ chọn ô D13, bấm vào thẻ Home và chọn Copy. Sau đó chúng ta có thể rất nhiều cách bấm vào ô Y13 và chọn Paste trực tiếp ở đây, như các bạn đã thấy ở trên video. Nhưng mình sẽ không làm như vậy và mình sẽ bấm vào cái hình tam giác nhỏ nhỏ hay cái biểu tượng nhỏ nhỏ ở đây, Clipboard. Và như các bạn đã thấy ở đây, mình đã có sẵn một số dữ liệu đã copy rồi, và Excel sẽ lưu lại tất cả các dữ liệu đó cho mình. Trong trường hợp này mình muốn copy cái ô tổng cộng này sang ô Y13, nên mình chọn ô Y13 và chọn vào nội dung tổng cộng và bấm Paste. Như vậy chúng ta đã thấy ô tổng cộng đã được copy từ D13 sang Y13. Nếu chúng ta muốn copy một vùng dữ liệu, chúng ta sẽ đơn giản là chọn cả một vùng dữ liệu đó và sau đó lại chọn copy. Như vậy các bạn cũng sẽ thấy ở đây, ở trên này chúng ta có thể nhìn thấy tương đối cách chính, nhìn thấy một cách tương đối chính xác là vùng dữ liệu đó trông như thế nào, để có thể dán ra một chỗ nào khác. Trong trường này mình sẽ dán xuống dưới chỗ này, ô D20, và chọn Paste. Như vậy chúng ta đã biết cách dán dữ liệu từ một vùng này sang một vùng khác ở trong Excel. Ngoài ra, Clipboard còn hoạt động với ảnh, không chỉ hoạt động với dữ liệu. Bây giờ chúng ta ví dụ chúng ta có một cái ảnh trong Excel như thế này. Chúng ta sẽ đi chọn một bức ảnh, ở trên desktop mình có bức ảnh này, và mình sẽ chèn vào trong Excel như thế này, nhỏ lại một chút để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn. Và sau đó chúng ta sẽ chọn bức ảnh và chọn ô Copy. Như vậy chúng ta cũng có thể thấy ở đây là Excel có dữ liệu của bức ảnh ở trong Clipboard, nhưng mà chúng ta không thể nhìn thấy bức ảnh đó, rất là tiếc. Nhưng chúng ta cũng có thể copy dữ liệu đó từ trong Clipboard ra bằng cách chọn vào một ô mà bạn muốn bức ảnh sẽ ở vị trí đó. Tiếp theo, chọn vào bức ảnh, bấm click, và chúng ta sẽ có thể copy bức ảnh từ vị trí thứ nhất sang vị trí thứ hai, rất là đơn giản. Và chức năng này rất cần thiết khi chúng ta có nhiều dữ liệu lặp đi lặp lại và cần copy paste rất nhiều. Và như các bạn đã thấy, Clipboard rất là tiện sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.